Vâng, em lên tiếp con UR7 cho những bác nào đang hôm trước đang hỏi em có UR7 nhá. À, giải mã con UR7. Con này thì cái phần CD này, cái dây cun loa nó nặng hơi trùng hoặc là cơ nó hơi khôi đấy. Thế khi mà đến đến đây thì mình sẽ phải hơn tay đẩy vào một tí thì nó mới đọc được đĩa này. Đấy. Tức là nói chung là đến đây thì là cái cửa đĩa nó không không đẩy được nữa, thì mình phải nó hết lực thì mình phải hơn lấy tay đẩy một tí để cho nó tác động lực, để cho nó vào hẳn nhé. Đây. Đấy, thì tình trạng của CD là như vậy. Thì em test luôn ngay từ đầu đấy. Đấy, để cho các bác biết tình trạng luôn. Đấy. Và bán cái này thì em bán là coi như là không CD đi. Con này thì là CD vẫn đọc đấy, CD vẫn đọc nhé. Nhưng mà em bán là tình trạng coi như không CD nhé. Đấy. Để còn đâu đĩa vẫn đọc bình thường rồi này, nhưng em bán coi như là không CD nhá. Lách bài này, đĩa thì nó vẫn chạy nha. Đấy. Ok nhỉ, đĩa vẫn chạy này. Này MD thì đây. Biết nó có chạy không? À. Đĩa là tính cho đĩa bảo nó tự nhảy đĩa ra. Mà chị MD thì là đang không nuốt đĩa nhé. Con này thì em bán là bao trẻ công suất, nhưng mà em vẫn cứ test cho các bác cả hai cái chức năng trước để các bác biết nhé. Đây còn đây chức năng cắm công suất của nó, cũng cắm điện thoại máy tính của nó, cũng như là đường quang vẫn chạy bình thường nhá. Người thương chờ mong mai đây thanh bình trở lại đời vui thắm thiên. Máy đẹp. Anh xin vì em đáp lời. Đấy, công suất là 66W điện 100V nhá. Bằng trăm đắm say có chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu đương. Đấy, và đường quang đây. Đấy, thì con UR7 này thì giá của nó là 1.150.000 các bác nhé. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 giúp em nhé. Xin chào các bác ạ. Vâng.